Chào mừng các bạn đến với kênh Thủy điện Việt Nam Official. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về top 10 thủy điện có công suất lớn nhất Việt Nam hiện nay. Đầu tiên xếp thứ 10 đó là thủy điện Bản Vẽ. Thủy điện Bản Vẽ, chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, địa điểm xây dựng công trình sông Đậm Nơn, xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Các thông số chính: mực nước dâng bình thường là 200m, mực nước chết là 155m, dung tích hữu ích. Dung tích của toàn bộ hồ chứa là 1,834 tỷ mét khối, số tổ máy 2, mỗi tổ máy 160 MW, chiều dài đỉnh đập 509m, chiều dài đập lớn nhất 137m, loại đập bê tông đầm năn, hầm dẫn nước, nhà máy hở, số tổ máy là 2. Tổng công suất lắp đặt 320 MW, sản lượng trung bình hàng năm 1,084,2 tỷ kW. Các mốc dự kiện chính: khởi công xây dựng ngày 7 tháng 8 năm 2004, tổ máy phát điện số 1. Phát điện vào ngày 10 tháng 4 năm 2010, tổ máy số 2 phát điện vào ngày 19 tháng 5 năm 2010. Xếp thứ 9 đó là thủy điện Đồng Nai 4, chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam, địa điểm xây dựng công trình sông Đồng Nai, thị trấn Quảng Khê, huyện Đắk Rông, tỉnh Đắk Nông, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Các thông số chính: mực nước dâng bình thường 476m, mực nước chết 474m, dung tích của hồ chứa 337,2 triệu mét khối, cột nước tính toán là 176m, số tổ máy là 2, mỗi tổ máy 170 MW, tổng công suất lắp đặt 340 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,109 tỷ kW. Các mốc sự kiện chính: khởi công xây dựng ngày 26 tháng 12 năm 2004, tổ máy số 1 phát điện vào ngày 28 tháng 3 năm 2012, tổ máy số 2 phát điện vào ngày 24 tháng 6 năm 2012. Xếp thứ 8 đó là thủy điện Tuyên Quang. Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam, địa điểm xây dựng công trình sông Gâm, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Các thông số chính: số tổ máy 3, mỗi tổ máy 114 MW, chiều rộng đỉnh đập là 10m, mực nước dâng trung bình là 36m, dung tích của hồ chứa là 2,245 tỷ mét khối. Tổng công suất lắp đặt của 3 tổ máy là 342 MW. Sản lượng điện trung bình hàng năm là 1,295 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính: khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 12 năm 2002, tổ máy số 1 vận hành phát điện vào ngày 31 tháng 1 năm 2008, tổ máy số 2 phát điện vào ngày 30 tháng 5 năm 2008, tổ máy số 3 phát điện vào ngày 15 tháng 12 năm 2008. Xếp thứ 7 đó là thủy điện Sesan 4 với công suất là 360 MW. Địa điểm xây dựng công trình sông Sesan, xã Mơ Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và xã La O, huyện Nagrai, tỉnh Gia Lai. Các thông số kỹ thuật chính: mực nước dâng bình thường 215m, mực nước chết 210m, dung tích hữu ích và dung tích hồ chứa là 893,3 triệu mét khối, số tổ máy là 3, mỗi tổ máy 120 MW trên tổ máy, tổng công suất lắp đặt là 360 MW. Sản lượng điện trung bình hàng năm là 1,4 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính: khởi công xây dựng vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, số tổ máy số 1 vận hành phát điện vào ngày 28 tháng 9 năm 2009, tổ máy số 2 phát điện vận hành vào ngày 8 tháng 12 năm 2009, tổ máy số 3 vận hành phát điện vào ngày 20 tháng 3 năm 2010. Xếp thứ 6 đó là thủy điện Trị An, thuộc chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực EVN, địa điểm xây dựng công trình sông Đồng Nai và xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Các thông số kỹ thuật chính: mực nước dâng bình thường là 62m, mực nước chết là 50m, dung tích hồ chứa là 2,76 tỷ mét khối, số tổ máy là 4 tổ máy, mỗi tổ máy 100 MW. Tổng công suất lắp đặt là 400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm là 1,76 tỷ kWh. Các mốc sự kiện chính: khởi công xây dựng vào ngày 30 tháng 4 năm 1984, tổ máy số 1 vận hành phát điện vào ngày 30 tháng 4 năm 1988. Tổ máy số 2 phát điện vào ngày 11 tháng 11 năm 1988. Tổ máy số 3 phát điện vào ngày tháng 4 năm 1989. Tổ máy số 4 vận hành phát điện vào tháng 9 năm 1989, khánh thành công trình vào năm 1991. Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng. Hiện tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đang triển khai
công tác chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng với công suất là 200 MW, mỗi tổ máy 100 MW. Địa điểm xây dựng công trình xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Dự kiến công trình sẽ khởi động công vào năm 2022 và hoàn thành năm 2025. Khi nhà máy thủy điện Trị An mở rộng được hoàn thành và dự kiến năm 2025, tổng công suất của hai nhà máy Trị An và Trị An mở rộng sẽ nâng lên công suất là 600 MW. Xếp thứ 5 đó là thủy điện Hội Quảng 520 MW. Tổng đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Địa điểm xây dựng công trình sông Đà, xã Queo On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và xã Triềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Các thông số kỹ thuật chính: mực nước dâng bình thường là 370 m, mực nước chết là 368 m. Loại đập bê tông trọng lực. Loại nhà máy là nhà máy thủy điện kiểu đường dẫn ngầm. Chiều dài đập là 267 m, chiều cao đập là 104 m, dung tích hồ chứa là 184,2 triệu mét khối. Số tổ máy là 2 tổ máy, mỗi tổ máy công suất là 260 MW trên một tổ máy. Tổng công suất lắp đặt là 520 MW. Điện lượng trung bình hàng năm là 1,9 tỷ kW. Các box sự kiện chính: khởi công xây dựng vào ngày 8 tháng 1 năm 2006. Tổ máy số 1 vận hành phát điện vào ngày 28 tháng 12 năm 2015. Tổ máy số 2 vận hành phát điện vào ngày 19 tháng 6 năm 2016 và khánh thành công trình vào tháng 11 năm 2016. Xếp thứ 4 đó là thủy điện Iali với công suất là 720 MW. Địa điểm xây dựng sông Poco, phụ lưu của sông Se San và xã Iali, huyện Chư Păng, tỉnh Gia Lai và huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Các thông số kỹ thuật chính: mực nước dâng bình thường là 515 m, mực nước chết là 490 m, dung tích hiệu ích là 1,037 tỷ mét khối. Số tổ máy 4 tổ máy, mỗi tổ máy 180 MW, tổng công suất lắp đặt là 720 MW. Sản lượng điện trung bình hàng năm là 3,68 tỷ kW. Các mốc sự kiện chính: khởi công xây dựng vào ngày 4 tháng 11 năm 1993, tổ máy số 1 vận hành phát điện vào ngày 12 tháng 5 năm 2000, tổ máy số 2 vận hành phát điện vào ngày 4 tháng 11 năm 2000, tổ máy số 3 vận hành phát điện vào ngày 16 tháng 5 năm 2000, tổ máy số 4 vận hành phát điện vào ngày 12 tháng 12 năm 2001 và khánh thành công trình vào ngày 27 tháng 4 năm 2002. Nhà máy Iali mở rộng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có quyết định đầu tư dự án thủy điện Iali mở rộng với công suất 360 MW, 2 tổ máy, với mỗi tổ máy là 180 MW. Địa điểm xây dựng công trình xã Ia Tăng, huyện Sa Tầy, tỉnh Kon Tum và xã Mơ Lông, Lạc Creng, thị trấn Iali, huyện Chư Păng, tỉnh Gia Lai, dự kiến khởi công vào quý 2 năm 2021 và phát điện vào 2 tổ máy vào năm 2024. Khi nhà máy thủy điện Iali mở rộng dự kiến vào năm 2024, tổng công suất lắp đặt của hai nhà máy thủy điện Iali và Iali mở rộng sẽ nâng lên 1.080 MW. Xếp thứ 3 đó là thủy điện Lai Châu, 1.200 MW. Chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực EVN, địa điểm xây dựng công trình sông Đà, xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Các thông số kỹ thuật chính: mực nước dâng bình thường 295 m, mực nước chết 267 m, dung tích của hồ chứa là 1,215 tỷ mét khối. Số tổ máy là 3 tổ máy, mỗi tổ máy 400 MW. Tổng công suất lắp đặt là 1.200 MW. Sản lượng điện trung bình hàng năm 4,67 tỷ kW. Các box sự kiện chính: khởi công xây dựng vào ngày 5 tháng 1 năm 2011, tổ máy số 1 vận hành phát điện vào ngày 14 tháng 12 năm 2015, tổ máy số 2 vận hành phát điện vào ngày 20 tháng 6 năm 2016, tổ máy số 3 vận hành phát điện vào ngày 9 tháng 11 năm 2016 và khánh thành công trình vào ngày 20 tháng 12 năm 2016. Xếp thứ 2 đó là thủy điện Hòa Bình, 1.920 MW. Địa điểm xây dựng công trình sông Đà, thành phố Hòa Bình. Các thông số kỹ thuật chính: mực nước dâng bình thường 117 m, mực nước chết là 80 m, dung tích của hồ chứa là 9,45 tỷ mét khối. Số tổ máy là 8 tổ máy, mỗi tổ máy 240 MW.
Tổng công suất lắp đặt 1920 MW, điện lượng trung bình hàng năm 8,16 tỷ kW. Các mốc sự kiện chính khởi công xây dựng vào ngày 6 tháng 11 năm 1979. Tổ máy số 1 vận hành phát điện vào ngày 30 tháng 12 năm 1988. Tổ máy số 2 phát điện vận hành vào ngày 4 tháng 11 năm 1989. Tổ máy số 3 phát điện vào ngày 27 tháng 3 năm 1991. Tổ máy số 4 vận hành phát điện vào ngày 19 tháng 12 năm 1991. Tổ máy số 5 vận hành phát điện vào ngày 19 tháng 1 năm 1993. Tổ máy số 6 vận hành phát điện vào ngày 29 tháng 6 năm 1993. Tổ máy số 7 phát điện vận hành vào ngày 7 tháng 2 năm 1993. Tổ máy số 8 vận hành phát điện vào ngày 4 tháng 4 năm 1994. Khánh thành công trình vào ngày 20 tháng 12 năm 1994. Công trình thủy điện Hòa Bình có mục tiêu đó là công trình chống lũ của tỉnh và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài mục tiêu phát điện, cung cấp tưới tiêu và phục vụ giao thông vận tải. Đối với thủy điện Hòa Bình mở rộng vào ngày 10 tháng 1 năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức khởi công xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng. Địa điểm xây dựng công trình thuộc phường Phương Lâm, phường Thái Bình và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nằm trên bờ phải của tuyến đập thủy điện Hòa Bình. Tổng công suất lắp đặt là 480 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 240 MW. Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hoàn thành, tổng công suất lắp đặt của hai nhà máy thủy điện Hòa Bình và Hòa Bình mở rộng sẽ nâng lên công suất là 2.400 MW. Xếp đầu tiên đó là thủy điện Sơn La, thủy điện hiện tại lớn nhất Việt Nam với công suất 2.400 MW. Địa điểm xây dựng thuộc công trình Sông Đà, xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Các thông số kỹ thuật chính: mực nước dâng bình thường là 215m, mực nước chết là 175m. Và đập bê tông trọng lực, bê tông đầm năn, chiều cao lớn nhất của đập là 138,1m, chiều dài đỉnh đập là 1000m. Với cửa xả mặt có 6 cửa xả, mỗi cửa xả là 15 x 13m. Với cửa xả đáy thì gồm có 12 cửa, mỗi cửa xả gồm có 6 x 10m. Cao trình ngưỡng cửa xả là xả đáy là 145m, lưu lượng xả lớn nhất là 34.780 m³. Với dung tích của hồ chứa là 9,26 tỷ mét khối. Số tổ máy là 6 tổ máy, mỗi tổ máy 400 MW. Tổng công suất lắp đặt là 2.400 MW, điện lượng trung bình hàng năm là 10,2 tỷ kWh. Số hộ dân phải di chuyển là 17.996 thuộc 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Các mốc sự kiện chính: khởi công xây dựng vào ngày 2 tháng 12 năm 2005. Tổ máy số 1 vận hành phát điện vào ngày 17 tháng 12 năm 2010. Tổ máy số 2 vận hành phát điện vào ngày 21 tháng 4 năm 2011. Tổ máy số 3 vận hành phát điện vào ngày 25 tháng 8 năm 2011. Tổ máy số 4 vận hành phát điện vào ngày 19 tháng 12 năm 2011. Tổ máy số 5 vận hành phát điện vào ngày 28 tháng 4 năm 2012. Tổ máy số 6 vận hành phát điện vào ngày 26 tháng 9 năm 2012. Khánh thành công trình vào ngày 23 tháng 12 năm 2012. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.